Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Mình là TT Trung. Và đây là phần 2 của luyện thể chi lộ nha các bạn. Sau khi lên nội môn thì mình sẽ xây thêm phòng ngủ riêng cho nó, cho nó gia tăng tâm cảnh. Và mình không cần phải xây lại đâu nha các bạn. Các bạn vào bản vẽ, xuất bản vẽ, quét khu vực mình cần xây. Tiếp theo là đặt tên. Sau đó là đặt vào đúng khu vực mình cần xây đó. Mình cho nó nối phòng bên kia. Và tiếp theo mình sẽ lấy linh thạch xúc sắc, lục lạc và túi thơm cho con gấu yêu này, nó tăng tâm cảnh thêm. Hiện tại thì nó chỉ còn 9 thiên nữa để nó đột phá thiên kiếp rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy là tâm cảnh nó đang dần tăng lên. Ok, hiện tại đã đủ 17 cấp rồi ha. Các bạn tăng full lên rồi đột phá nó thôi. Có cơ hội ra nguyên tổ hóa thì mình sẽ chọn liền nha các bạn. Và sau khi đột phá xong thì các bạn hãy cho nó ăn hỏa đông xa để nó tăng thêm sinh mệnh bổ nguyên nha các bạn. Còn chín thiên cho nên là mình phải tăng trước vào các bí thể công và thủ. Đầu tiên chưa có gì thì mình phải tôi thể bằng sinh mệnh bổ nguyên trước để nó tăng nhiều điểm bách luyện lên cho các bộ phận. Ok, lúc này thì mình sẽ bắt đầu ăn điểm cho mấy bộ phận thổ nạp của con hổ thứ nhất. Ưu tiên là mình lấy tiên thiên phản chiếu nha các bạn. Khi nào mà đủ 100 điểm bách luyện thì mình sẽ tắt cái bộ phận đó liền nha các bạn. Mấy cái mà liên quan tới chân khí hồi phục các kiểu là mình cứ tăng hết nha các bạn, để cho chân khí nó hồi phục nhanh hơn. Tại vì sau khi mình luyện mấy cái bí thể kia lên cấp cao á, thì lúc mà bỏ vào các ô bí thể thì nó sẽ rút rất là nhiều chân khí của mình. Nên là mình phải kiếm mấy cái mà hồi phục chân khí mình tăng lên. Mình sẽ farm thống khổ kiếp cho con ngưu yêu nha các bạn, để nó đồ kiếp tỷ lệ thành công cao hơn tí. Và cái cách farm thì nó cũng vậy thôi, như hai con trước thôi chứ không có gì khác biệt. Các bạn phải liên tục kiểm tra cái con hổ đang tôi bộ phận để thổ nạp nha các bạn. Tại vì thông số cao thì nó tôi thể rất là nhanh, cho nên các bạn thường xuyên kiểm tra một tí. Thì các bạn mà chơi thể tu á, thì thời gian rảnh của mình rất là nhiều, cho nên là mình theo có những công việc rảnh rỗi để mình làm. Chẳng hạn như là bây giờ mình sẽ đi cho đệ tử nội môn đi đập mấy cái khoáng thạch nè, để mình còn làm hộp đá mình mở ra lấy thêm nguyên liệu hoặc là bí tịch gì đó, công pháp gì đó, mình xui. Cái này là mình đang để gọi là tần suất sự kiện cao, cho nên là khoảng ngày 11, nói chung là không phải ngày 11 nữa, thứ năm thứ sáu là thấy khách tới chơi rồi, nhiều thứ lắm. Và hiện tại là ngày 11 có một con sói yêu nó tới nè, tính xin vô môn phái thì mình thu lưu nó thôi, cho làm đệ tử ngoài môn chạy khá là ngon. Nhưng mà cũng một phần kiểm tra thử thông số nó như thế nào. Về phần bộ phận thì các bạn cứ tăng cái điểm bách luyện mà nó có trên 10 điểm là các bạn tăng vào, hoặc là xương chân trái trước thì nó sẽ tăng về tấn công, thì các bạn tìm điểm uy lực là xuyên thấu các bạn tăng vào. Còn chân sâu thì các bạn thiên về cứng cỏi và phòng ngự chính xác. Vẫn là ưu tiên nguyên tổ hóa nha các bạn. Nguyên tổ hóa thì nó tăng toàn diện và nhiều điểm nhất, cho nên là mình cứ ưu tiên nguyên tổ hóa nếu ra. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy vào Minh Sa Thôn và mình sẽ lấy hai bình yêu linh huyết về mình chế cái hỏa tinh đỉnh và hạng tinh đỉnh nha các bạn.
Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến Thiên Cực Lâm. Trong này thì nó sẽ có Ngô Đồng Thần Mộc, sẽ làm Ngô Đồng Thần Mộc và Linh Thạch nha các bạn. Thế là đủ nguyên liệu để mình xây dựng cái cả không giới rồi đó. Hiện tại hồ thứ nhất đã đủ 3 bộ phận để mà thu nạp rồi. Đây là cái roi mình sẽ tăng lên để cho nó tăng tâm cảnh thêm mà. Sau đó là tích full thổ nạp, cho nó ngồi ra thổ nạp tầm 3-40 ngày, ngồi im một chỗ thổ nạp và ăn uống thôi. Lúc này thì con hổ thứ hai nó về là coi như đủ nguyên liệu để xây càn khôn giới rồi nha các bạn. Giờ là chỉ chờ cho nó xảy ra thôi. Ok, mình sẽ đưa con hổ thứ hai đến Thanh Liên Kiếm Tông nha các bạn. Các bạn vào đây các bạn làm thức ăn, tại vì đây là tông phái gần nhất mà mình làm cũng thức ăn cũng khá khá. Cái này thì để sau này mình về mình giao dịch hoặc cho đệ tử trong tông môn ăn uống thôi, cứ lựa cái nào nhiều nhất mình làm sau đó đi về thôi. Mình sẽ thu hoạch những cái long tiên quả nha các bạn, để cho bọn thể tu này lên tiêu khiển cao hơn. Con gu yêu thì mình cũng cho nó thổ nạp sơ sơ, thổ nạp thêm để nó lấy thêm cái thái dương tinh hoa và thái âm tinh hoa. Hai cái này sẽ giúp cho nó tối thể ra những option nó liên quan tới bi thể nhiều hơn, thì nó sẽ nhanh mở bi thể hơn. Ngu yêu chỉ còn vài chục giây thôi, mình đang cố gắng mình tối thể nhanh hết mức có thể. Thì tối thể xong thì mình sẽ cho nó ra hóa hình thiên kiếp ngay lập tức. Tầm này là chỉ được tầm 2-3 lần tăng điểm nữa thôi là xong rồi. Ok, lúc này là cũng tới giờ rồi ha. Thì các bạn thấy đó, khi mà mình bỏ bi thể vô thì nó sẽ trừ chân khí mình rất là nhiều, tại vì mình chưa có hồi phục chân khí nhiều, nhưng mà đang gọi là độ kiếp thì đành phải xài luôn. Kích cuồng chỉ nộ và nhấn skill cho nó lắm. Sau khi mà boost kích cuồng chỉ nộ lên á, là có khi nó đấm một cái là bay một cái thiên kiếp. Và đây là xong rồi đây. Sau khi nó đã độ kiếp hóa hình xong thì mình sẽ cho các bạn thấy, đó là nó sẽ là nửa người nửa yêu, người mà nó có sừng nha các bạn. Đó, người mà nó có sừng, coi như là độ kiếp thành công rồi. Giờ tắt bi thể cho nó hồi phục chân khí lại. Sau đó là mình tiếp tục mình tôi lên thoát thai kỳ các bạn. Cái điểm này thì nãy mình quên, mình chưa tắt lúc nó cấp 17, cho nên là nó bị thừa vài điểm mà thôi kệ. Sau này nó sẽ bị lố ra vài cấp cũng không thành vấn đề, chỉ cần tôi lại cái đầu cho nó lên thoát thai kỳ thôi. Vậy là xong thiên kiếp của con ngu yêu rồi đó. Lô, cũng gọi là thành công đáng kể đó các bạn nhé. Tầm 20 ngày mà mình vừa tối thể cho nó, mình vừa độ kiếp thành công luôn thì cũng khá là ổn cho đầu game. Ok, tiếp theo là sự kiện đại lý, thì mình cũng đã có gửi link rồi. Các bạn cứ xem sự kiện gì, sau đó lên Control F search ra, rồi các bạn chọn như ở dưới nó cần là xong. Ok, cứ làm theo thì nó sẽ lên thôi. Còn tiếp theo là đó, nếu mà khi các bạn bạo phát linh khí nhiều quá thì thú thường nó sẽ thành yêu thú nha các bạn. Nhưng mà mình vừa luyện con ngu yêu đây độ kiếp xong thì đại khái là coi như cũng có thành là bảo vệ tông môn rồi, cho nên cũng khỏe, cứ tới đấm nó thôi là đi liền gì nữa. Xong rồi làm thịt lấy yêu linh huyết thôi. Ok, tiếp theo là thằng hổ 2 cũng đột phá thành công rồi đây, bắt đầu là như hổ 1. Đi tôi mũi, hầu và phổi thế thôi. Cái càn khôn giới á, là để các bạn mà đi thu thập mấy cái đồ đơn giản ở trong tông môn nha các bạn. Còn mình thấy cái lợi nhất mà
Khi chơi thể tu á, các bạn sẽ double click vô phần của mấy con thú nè. Sau đó các bạn thu về. Thì sau này các bạn không là thiếu ô uế tinh hoa. Tại vì cho bọn thể tu ăn phân của động vật á, thì nó sẽ lên được cái ô uế tinh hoa. Nhưng mà sau này các bạn phải tối thể thêm những bộ phận mà ăn thuộc phệ lên, nó tỷ lệ nhiều hơn. Cho nên mình ráng mình xây được cái càng khôn giới càng sớm càng tốt nha các bạn. Và sau đây mình sẽ giới thiệu một chút về mấy cái bộ phận nha các bạn. Đây, theo các bạn thấy là đại khái là ban đầu á, thì chỉ số của mấy bộ phận á, nó sẽ là 0 trên 6 thôi. Ok. Và đây là nhân vật các bạn thấy, nó là 8 trên 8 rồi, có nghĩa là được 8 option. Thì các bạn mà muốn lên được từ 6 lên 8 á, thì các bạn phải tôi ba thứ đó là não, cột sống và tim. Thì nó sẽ tăng số lượng option lên cho từng bộ phận nha các bạn. Tim thì nó sẽ tăng lên 8 huyết nhục, cột sống thì tăng lên 8 xương, còn não thì tăng lên 8 cái bộ phận gọi là khí quan. Ok, và đây là gọi là cái bảng này là nó chỉ nó đưa ra mấy cái option mà liên quan tới quy luật trúng đích hay là xuyên thấu, thì cần cái option gì. Ví dụ mình search huyễn hình cốt đi thì nó sẽ ra là vô hình tinh hoa, nhưng mà sử dụng thiên đạo bổ nguyên hơi khó, thì mình sẽ đổi lại là cái khác dễ dễ hơn, ví dụ như là diệt hoạt huyết nhục. Thì mình cứ search lên và nó sẽ còn tử linh tức, mà tử linh tức thì nằm trong mộ của cái phòng thổ nạp của mình. Cái mà vừa dễ vừa khó đó là đại yêu nguyên tinh nha các bạn. Thì mình sẽ mua mấy con heo từ một phái khác về, thì nó sẽ có hai cái linh trí, mình nuôi tầm vài ngày thì nó ra thêm ba cái suy nghĩ nữa, là mình hay mở linh trí nó lên nội môn nha các bạn. Sau đó cho nó tồi thể tứ thoát thời kỳ, rồi mình độ kiếp thất bại đó, nó sẽ thành yêu thú, và mình giết cái con yêu thú đó, mình sẽ được thịt tươi trừ yêu và việt tận châu, là hai cái mà thể tu nó thu phải, nó sẽ có điểm tinh hoa đại yêu nguyên tinh nha các bạn. Còn về huyền Tấn Châu thì các bạn chỉ cần đưa mấy con tiên tu Huệ Kim đi lịch luyện Thiên Thi Động của Bách Mang Sơn là các bạn sẽ có được huyền Tấn Châu nha các bạn. Điều kiện là có duyên cao cao tí nó dễ ra hơn nha. Đây, để tăng thuộc về là các bạn phải cho tôi lên lá gan nè, da dày, ruột. Rồi các bạn có thể đọc thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tăng lên hiệu suất thuộc về. Các bạn đừng nên cho nó lên hỗn nguyên kỳ nha các bạn. Tại vì lên hỗn nguyên kỳ thì sau một thời gian mình tăng điểm á, nó sẽ tới gọi là độ kiếp, thì mình sẽ không có cho nó đi lịch luyện được nữa. Đây mình ví dụ cho các bạn thấy nó đang gặp bình cảnh là mình chỉ để cho nó trong nhà thủ thôi, chứ mình không cho nó đi đánh phá bên ngoài được. Ok, tiếp theo đây là mình sẽ cho các bạn xem nhân vật tên mình. Thiệt ra cái này là 120 ngày tối thể thôi nha các bạn, mình cho làm ngoại môn tới 30 ngày. Và các bạn thấy đó, đại năng 11 triệu linh khí, khá ghê. Cường độ chiến đấu thì cũng khá là ghê gớm. Và các bạn xem mình đánh nó như thế nào. Cũng kích chi nộ và tiến công thư thái nha các bạn. Tiến công thư thái là nó đánh thẳng vào mặt thằng đối thủ. Còn phổ thông là nó còn phải đỡ skill nữa. Mình chơi tay bò với nó luôn, cứ canh có skill là bật lên, đấm nó liên tục vô. Nói về solo thì thể tu cực kỳ khỏe, mà đây chỉ là chỉ số để các bạn đi solo thôi nha các bạn. Khoảng trăm trăm rưỡi là các bạn solo ngon. Các bạn muốn diệt môn người ta thì các bạn phải tôi thể công và thủ mọi thứ đều trên 300 trở lên nha các bạn, các bạn mới tính đường diệt môn của người ta được. Nói chung bí thể thủ càng nhiều càng tốt. Nó sắp chết tới nơi đây, vài đấm nữa thôi đó. Tha hồ lục loại đồ, lâm phù cấp cao. Còn về phần tôi thể thì các bạn hãy lưu ý nha, mình sử dụng những cái tinh hoa mà nó hiếm như là đại yêu nguyên tinh trước nha các bạn. Thì mình sẽ tôi bạn đại yêu nguyên tinh trước, tại vì mình tôi cấp càng cao á thì sau này nó sẽ cần nhiều tinh hoa hơn. Ví dụ như mấy cái cấp này thì nó cấp như mình 80 thì nó cần phải hai tinh hoa lận, thì lên trăm trăm mấy, có khi lên ba tinh hoa thì rất là tốn. Thì mình sẽ tôi những cái như đại nguyên tinh hay là ô tinh hoa, thái dương tinh hoa, tam tinh hoa,
là mấy cái thứ mà gọi là cơ bản á, còn mấy cái tinh hoa cao cấp kia thì thuộc dạng cũng hiếm. Nếu các bạn chơi tới bây giờ thì các bạn cũng tự đủ để hiểu á. Còn lúc các bạn mà ngồi thổ nạp á, thì nó sẽ ra những cái thứ tinh hoa cần thiết, như là tinh hoa theo mùa, thái dương thái âm tinh hoa, và mấy cái tinh hoa vài cái kia thì nó cũng thuộc dạng là hiếm. Thì mình vẫn quan trọng là linh tức, sinh mệnh bổn nguyên, thái dương thái âm tinh hoa. Còn mấy cái tinh hoa kia thì một phần nào đó phụ trợ thôi nha các bạn, nhưng mà thổ nạp thì vẫn là quan trọng đó, cho nên là vẫn chú tâm ngồi yên một chỗ đó mà thổ nạp thôi, hạn chế di chuyển. Series thể tu của mình là tới đây chắc cũng là kết thúc rồi. Các bạn thấy hay và bổ ích thì đừng quên cho mình một like và một sub nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.